truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp Robux giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình trong tựa game của tôi, đó là Cream Garden. Ngày hôm nay, không phải hôm nay nữa, cách đây khoảng tầm 2 ngày, cái tựa game này đã ra phiên bản chính thức, gọi là phiên bản release. Và tuần trước có những video để review, đó là phiên bản beta, lúc đó nội dung nó chưa hoàn chỉnh cũng như có rất là nhiều lỗi. Sau một tuần thì mình cùng với những dev game và các gợi ý của các bạn đã góp ý với cái lỗi đó, cập nhật thêm nhiều nội dung mới. Và cách đây tầm 2 ngày mình cho ra một phiên bản chính thức. Đây, hiện tại các bạn chơi thì nó không còn bị lỗi mất dữ liệu hay những cái lỗi lặt vặt nữa. Nếu mà các bạn bị lỗi thì mình nghĩ chủ yếu là do Prolog thôi. Mình đang nghĩ tới việc đầu tư tiền nếu tựa game này phát triển để mua một cái máy chủ ảo bên ngoài, lưu tất cả dữ liệu của người chơi. Thì cái điều này giúp ích cho mình cái gì? Nếu mà Roblox có bị sập hay là dữ liệu người chơi có bị vấn đề từ máy chủ thì game của mình vẫn không sao. Và bù lại thì mình phải tốn một cái số tiền hàng tháng để duy trì cái máy chủ đó. Đó là cái trường hợp mình thấy cái tựa game này nhiều người chơi. Link game ở bên dưới nha, tựa game này tên là Cream Garden. Game lấy cảm hứng từ tựa game Khu Vườn Trên Mây, nếu bạn nào biết tựa game đó. Rồi, hôm nay thì mình quay trở lại tựa game này để review cho các bạn về tất cả những nội dung mà các bạn cần biết. Đầu tiên thì nếu bạn chưa biết cách chơi tựa game này, hãy bấm vào góc bên trái trên này. Hướng dẫn ha. Cách chúng ta quăng chậu vô, quăng hạt giống vô, rồi nâng cấp chậu, vào shop đi mua đồ, kiểu vậy. Với phiên bản release này chúng ta có một NPC, là NPC Exchange. Trong cái Exchange này hiện tại chúng ta có hai cái chậu mới, một chậu là Peter Pot, một chậu là Golden Peter Pot. Để có được một chậu Peter Pot, các bạn cần phải tốn 50 con bọ màu đỏ như vậy. Chậu này có chỉ số như sau, trừ 150 thời gian trồng cây và nhân 3,5 lần tiền. Cái chữ daily limit tức là giới hạn một ngày các bạn thể mua. Sau một ngày, thời gian còn lại là khoảng tầm 9 tiếng này, nó reset một lần. Các bạn có thể mua tiếp. Giống như thế này ha, chúng ta có ticket, dùng tiền trong game để đổi ticket. Và số lượng ticket này nó sẽ tỷ lệ với số lượng VIP. Nghĩa là các bạn nạp tiền càng nhiều, không khuyến khích các bạn nạp tiền nha. Nghĩa là các bạn là người dành nhiều robot trong game này, thì giới hạn mỗi ngày các bạn mua ticket nó sẽ càng tăng. Như mình hiện tại có thể mua được tối đa một ngày là 10 ticket nè. Một vé là 5.000 tiền, 10 vé là 50.000 tiền. Cũng như chúng ta có thể mua được Yellow Bee, Red Bee, những con ong này, những con bọ này nó giúp các bạn nâng cấp chậu ha. Còn cái Daily Mission này thì mình đã có review với các bạn rồi ha. Cứ làm nhiệm vụ, góc trái bên trên này hiển thị số lượng cái nhiệm vụ hàng ngày các bạn thể làm trong cái tựa game này. Và các bạn cũng đừng quá lo lắng về cái việc đua top, tại vì mình là dev game. Đây, VIP 7 dev game. Mình vào game để mình test cho bạn coi thôi. Chứ bản thân mình cũng như những dev game khác cũng đã xóa tên mình ra khỏi bảng xếp hạng rồi. Nên khi mà các bạn vô một server, gặp những người nào có chữ dev bên cạnh chữ VIP này thì họ dev game nhé. Họ sẽ không có mặt ở trên bất kỳ một bảng xếp hạng nào hết. Hiện tại thì các bạn TSB đang nằm top hai bên ha. Top coin và top time play. Với hạt cao của mình ha, hiện tại chúng ta đang có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cái bàn. 9 cái bàn thì để mở được cái bàn thứ 10, thêm được 5 chậu nữa, mình sẽ tốn bao nhiêu tiền đấy? Mình sẽ tốn là 6 triệu tiền. Ok, 6 triệu tiền ha. Và từ 6 triệu tiền mình lên 19 triệu tiền. 19 triệu tiền mình sẽ lên 59 triệu tiền. Từ 59 triệu tiền mình sẽ lên 117 triệu tiền. Và đây là cái mốc các bạn đang thắc mắc, không biết là từ 177 triệu nó sẽ lên bao nhiêu tiền. Câu trả lời là 531 triệu tiền. Cũng rất nhiều bạn hỏi mình, anh ơi game anh cày chua quá, chừng nào mới phá đảo. Mình đang đi theo phương hướng của tựa game B-Swarm. Như tựa game B-Swarm, các bạn chơi bình thường vẫn được, nhưng mà đâu thể 1-2 ngày các bạn có thể phá được 50 slot đúng không? Trừ khi các bạn hack game thôi. Mình cũng đang làm theo hướng đó, tức là mới đầu vô game, các bạn vẫn có thể đi mua những cái bàn mới, vẫn có thể nâng cấp những cái chậu mới. Và cái việc các bạn kiếm tiền sẽ càng dễ, tại vì hiện tại game của mình nó cũng chưa có cập nhật mà. Game chưa hề có một update nào hết. Và đảm bảo với các bạn ha, update 1, update 2, update 3, các bạn sẽ cày cuốc tựa game này, nó dễ dàng hơn, kiếm tiền nó nhanh hơn. Và đương nhiên nó cũng phụ thuộc vào cái việc các bạn có ủng hộ tựa game này hay không. Hãy vào chơi thử nhé. Thì chúng ta quay trở lại vấn đề, ở đây chúng ta có một con Pido. Thì con này các bạn dùng để đổi cái chậu mới, cái chậu Pido Pot, cũng như là ba cái chậu Pido Pot. Các bạn có thể đổi thành một cái chậu Golden Pido Pot. Thì như thế nào các bạn có thể kiếm được con bò đó? Các bạn sẽ unlock được cây chuối, treo máy thì 8 tiếng thì phải. Các bạn trồng chuối cho mình. Thì khi các bạn thu hoạch chuối, sẽ có 1% tỷ lệ những con bọ nó xuất hiện, nó bám trên cây chuối. Khi bạn collect nó, đồng nghĩa với việc là trong inventory các bạn cũng sẽ có một con Beedle. Đủ 50 con Beedle, thì các bạn có thể exchange ra một cái chậu Beedle Pot. Và mình cũng đã có một cái video về có đặc biệt để giúp các bạn có thể lấy được một cái chậu OP là King Pot, trừ 250 giây trồng cây và nhân 2,5 lần tiền. Đây thì mình xếp cho bạn coi. Mình rất là tâm đắc với cái việc thiết kế chậu này luôn á, khá là xịn sò con bò. Một cái chậu vàng vàng giống như một cái tổ ong vậy. Và mình có một cái con búp bê nè, với một cái vương miện trên đầu. Ok chưa?
Bên ngoài cái chậu đó tỏa ra một hào quang màu vàng. Rồi tiếp theo, mình sẽ showcase cho bạn coi về cái chậu Pedopot. Mới đầu mình làm cái chậu này á, mình thấy nó giống như một cái lư hương các bạn. Cái lư hương mà dùng để cắm nhang trong chùa á, các bạn biết không? Chậu này thì có màu đỏ ha, phát ra một ánh sáng màu đỏ. Và với ba chậu Pedopot, các bạn thể đổi sang một cái chậu Golden Pedopot từ 150 giây đến 180 giây. Tiền từ 3.5 lên 4.5. Nó y chang chậu kia luôn nhá, nhưng mà chỉ có điều nó màu vàng thôi các bạn. Trừ 180 giây. Tiền nhân 4.5 lần. 180 giây thì chúng ta có thể trồng cây gì nhỉ? Trồng cây cam này. Còn gì nữa không ta? À, chậu này là Standing Pot. Cái chậu mà daily á, người nào mà win nhiều cái trận mini game nhất trong ngày thì ngày hôm sau người đó sẽ nhận được những cái chậu Standing Pot này. Và mình cũng đang lên kế hoạch để fix lại, nghĩa là top 1, top 2, top 3. Ví dụ top 1 được 3 chậu đi, top 2 được 2 chậu, top 3 được 1 chậu thì nó sẽ khiến cho các bạn tham gia mini game nó hào hứng hơn. Còn bây giờ trong game á chỉ là top 1 mới được chậu thôi. Do đó thì nó hơi khó ha. Trong khi cái chậu này thì cũng không có gọi là quá xịn. Thì bây giờ để mà cho ra cây chuối, bên đây còn bao nhiêu nữa? Còn 1 phút 30 giây nữa. Để trồng chuối mà nhanh á, chúng ta sẽ sử dụng một cái chậu Very OP. Đó là chậu Star Pot, trừ 300 giây. Chậu này á, hiện tại chỉ có thể mua thôi, 100 Robux cho một chậu nha. Các bạn mua combo rẻ hơn nhé, 10 chậu, combo 10 chậu chỉ có 900 Robux mà thôi. Mình là builder, là người thiết kế những cái chậu này. Và bản thân mình cũng thể chỉnh chỉ số những cái chậu này nó OP. Nhưng mà hiện tại mình vẫn muốn là cái chậu Robux là cái chậu xịn sò nhất. Tại vì các bạn phải bỏ 100 Robux ra các bạn mua một chậu đúng không? Cái chậu King Pot mình cho bạn free á, trừ 250 giây. Nhưng mà cái số tiền nhân nó không nhiều, 2.5 thôi. Tương lai tôi không biết, tương lai có thể cập nhật á, thì chúng ta sẽ có những chậu mới nó ngang bằng với chậu Star Pot này. Hy vọng là trong video này chúng ta sẽ kiếm được con bọ. Tại vì tỷ lệ xuất hiện bọ là 1% mà. 1% khá là khó nha các bạn. 5 cây này không có. 5 cây này cũng không có luôn. À và mình cũng đang nhận ý kiến, nếu các bạn có đóng góp ý kiến gì về những cập nhật cho cái tựa game này, hãy comment trong Discord. Trong lúc mình chờ thì mình sẽ bắt đầu một cái mini game vậy, start mini game. Admin cho nên mình có quyền làm mọi thứ ha. À thì cái mini game này mình có fix là một vài chỗ, nghĩa là khi mà trong cái server này còn hai người. Đây hai người đây. Thì những cái patch này nó sẽ không biến mất nữa. Ê quên, những cái patch này nó sẽ không hồi lại nữa nha các bạn. Win chắc rồi. Yay! Trời ơi, các bạn thấy quyền năng của admin, quên, thấy tài năng của admin chưa? Tôi làm game là tôi phải win chứ. Rồi sau khi cái mini game kết thúc, chúng ta không có con bọ nữa rồi. Nhưng mà không sao, nó khó thì các bạn mới gọi là siêng năng để đi farming. Ok, thì đó toàn bộ nội dung của phiên bản release từ game Grim Garden. Đã có rất nhiều nội dung để các bạn chơi rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.